Nani? Anh mơ mặt về đó rồi à? Ừ, anh mới về đấy. Anh có biết dư là mấy giờ đấy không? Hứa 11 giờ về mà 3-4 giờ sáng mới vác mặt về đó à? Vợ mơ ngủ à? Anh về sớm nhất hồi đó. Mới 11 giờ chứ bá mua mà bá. Hả hả? Nani? Cái chí? Mới 11 giờ thế? Chắc em cảm giác buồn rồi này. Rồi anh ăn cái chí chứ? Để em đi dọn. Chưa, đã kịp ăn chi mô? Toàn uống không? Ngồi đấy chơi đi, để em đi dọn cơm cho mắn. Cái anh đi. Anh dám lừa túi à? Anh lừa vợ cái chi? Anh có biết dư là 3 giờ sáng đâu? Dám lừa túi là 11 giờ à? Thì đó, 3 giờ sáng đấy chứ nè. Cái tỉnh lê mê không thể chấp nhận được. Xuống giòn cấm cho chồng mà mấy tiếng rồi chưa sống. Có lẽ xuống ngủ rơi bếp đâu phải. Ơ thằng em không nhớ chứ này. Mới xuống đến bếp, em nhìn thấy 3 giờ rồi em chạy lên luôn mà. Không lẽ em ngủ mơ à? Thôi vô ngủ đi. Chờ vợ dọn cơm cho anh có mà chết đói à? Dạ. Hay là má ảm mày. Ấy ôi mà.